Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 84 bị can liên quan đến tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm ở nhiều địa phương. Trong số này có 3 người là lãnh đạo chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục trưởng Đặng Việt Hà. Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ mùng 1 tháng 8 năm 2021 đến nay, ông Đặng Việt Hà có hành vi buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát trong hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để nhận hối lộ. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng ông Đặng Việt Hà về tội nhận hối lộ theo khoản 3, điều 354 Bộ luật hình sự. Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó phòng cảnh sát hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ khi thành lập, các trung tâm đăng kiểm đã chung chi hàng trăm triệu đồng cho lãnh đạo phòng đăng kiểm xe cơ giới, cục trưởng cục đăng kiểm để được cấp giấy phép. Sau đó, định kỳ hàng tháng, hàng quý, các trung tâm đăng kiểm phải chi tiền cho cán bộ, lãnh đạo phòng đăng kiểm xe cơ giới, các phòng ban khác thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và cá nhân cục trưởng. Khi bị khởi tố, các thành viên ban giám đốc của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều địa phương khác nhau đã thừa nhận việc chung chi nói trên. Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, với kết quả điều tra, tài liệu và chứng cứ thu thập được, đủ căn cứ để xác định ông Đặng Việt Hà, cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam có hành vi nhận hối lộ. Mới đây, khi thông tin về tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nói rõ, đây là vụ tham ô, tham nhũng tập thể, có hệ thống trên phạm vi rất rộng. Được biết, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo xử lý tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm một cách triệt để, toàn diện và tận gốc rễ. Bộ Công an giao Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì điều tra tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam, các đơn vị liên quan và giao Công an các tỉnh, thành phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan rà soát tổng thể trung tâm đăng kiểm, xử lý nghiêm các sai phạm. Đến nay, sau một thời gian điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm là rất nghiêm trọng. Cụ thể, lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm chỉ đạo nhân viên nhận tiền của các chủ xe, cố ý bỏ qua các lỗi vi phạm bằng các thủ đoạn như làm ngơ các lỗi vi phạm khi kiểm tra thủ công, cho thuê phụ tùng đảm bảo tiêu chuẩn để thay tạm khi kiểm định xe, dùng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải. Những hành vi này có sự giúp sức tích cực của một số cán bộ tại phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ngoài ra, một số trung tâm đăng kiểm đã bố trí nhân viên mặc đồng phục, giả dạng đăng kiểm viên để vận hành dây chuyền kiểm định xe cơ giới. Các nhân viên này cũng giả chữ ký đăng kiểm viên, ký vào hồ sơ kiểm định phương tiện.